Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Ichi quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn là về một cái sản phẩm mà Ichi rất là hài lòng. Đó là cái mặt nạ phòng độc khi mình xịt thuốc bảo vệ thực vật. Thì ngày trước á, khi mà mới bước vào làm farm á, thì đeo khẩu trang không à. Dẫn tới có nhiều thuốc thì nó rất là độc hại nha. Nó không ảnh hưởng ngay mà nó sẽ tích lũy từ từ, cũng như là nó rất là nhiều thứ. Thì khi có cái sản phẩm này thì mình rất là an tâm. Thì nói trước là Ichi không có bán sản phẩm này nha, chỉ là thấy nó hiệu quả thì giới thiệu cho mọi người biết và tìm mua thôi, chứ Ichi không có bán. Thì cái mặt nạ phòng độc thương hiệu 3M này thì mình thấy hình như nhớ không nhầm nó là của Mỹ nha, tức là bản quyền thuộc về Mỹ nhưng mà sản xuất ở nước nào hình như chắc Trung Quốc hay gì thì mình không biết, nhưng mà bản quyền nó của Mỹ nha. Thương hiệu 3M này, thương hiệu này mình rất là thích luôn. Thì cái này giá nó cũng rẻ thôi nha, chứ nó không có mắc, nó cực kỳ rẻ luôn, tính nó rất là rẻ. Tại vì mình thấy rằng bà con mình xịt thuốc á, không có bảo hộ gì luôn, như đi thì đi giày vải hoặc là đi trên đất luôn, không có ổn yết gì hết, bao tay thì tay trần luôn, xịt thuốc thì đeo khẩu trang y tế, hoặc là ai có ai VIP hơn thì đeo khẩu trang vải, rồi mặc quần áo bình thường chứ cũng không có bảo hộ gì hết. Thì về lâu dài thì nó không tốt nha. Ví dụ như các loại thuốc bảo vệ thực vật thì thường á, nhất là thuốc sâu hay thuốc cỏ độc nhất. Rồi đến thuốc sâu thì các cái thuốc đó nó giống như mình có nghe một số người bạn bên vật lý trị liệu gì nó nói là các một số các cái loại hóa chất nó sẽ được đồng vị phóng xạ. Nói chung là nó tạo ra các cái nguyên tố phóng xạ đó, hoặc là nó chọn những cái nguyên tố phóng xạ để làm thuốc bảo vệ thực vật thì nó mới hiệu quả. Mình ví dụ như bình thường clo nó độc chẳng hạn, nhưng mà đồng vị phóng xạ của clo thì khi mà đã nói đến phóng xạ thì nó sẽ có hiệu quả rất cao để bảo vệ thực vật nha. Thì đó là mình nghe nói thôi, còn cái chuyện đúng hay không thì mình cũng không biết nha. Thì chính vì vậy nó đã nói liên quan đến vấn đề phóng xạ thì mình cũng nên bảo hộ một chút cho nó giảm bớt cái tác hại khi mình tiếp xúc lâu dài với thuốc bảo vệ thực vật. Thì nói đến nông nghiệp thì rõ ràng là phải gắn trên lưng cái bình thuốc này rồi, chứ không thoát được. Thì hôm nay chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm để mình bảo hộ nha. Thì đồ của mình thường là đôi ủng này, mặt nạ phòng độc, bình xịt thuốc và cái bộ đồ nhái, bộ đồ bay. Nó bằng vải cốt tông thôi mà nó rách cũng te tù rồi, nhưng mà dịch chưa đi mua được. Thì mỗi lần xịt mặc cái bộ đó nóng muốn chết, nhưng mà phải mặc. Lý do cây dưa khi mà nó cao qua đầu mình xịt lên trên cao thì nó phả trực tiếp vào mặt mình, trực tiếp vào người mình. Thì chị muốn quay cho quý vị về cái sản phẩm bảo hộ, cái mặt nạ phòng độc này. Nhiều người đeo nó giống như cái mỏ heo, cho nên gọi là cái mỏ heo. Thì nó quan trọng là vì khi mình xịt thuốc, ví dụ như nó tiếp xúc vào tay của mình thì nó cũng thấm vào trong tay mình và nó thấm vào người thì nó đỡ đi. Tại vì nó qua các cái tế bào da, qua tế bào thì nó vẫn có tính thấm chọn lọc. Còn khi mình hít cái hơi nó vào trực tiếp thì nó vô phổi và nó thấm vào máu và nó đi lên các cơ quan luôn này. Thành thử ra là bảo hộ cái hơi thở của mình là nó cực kỳ quan trọng mà ít ai để ý lắm. Gần như ở miền Tây này, ngay cả xịt những cái thuốc như Pecina, người ta khuyến cáo là xịt xong, xịt trên lúa xong là 10 tiếng sau không được xuống ruộng chứ. Chứ mình xịt ở đó từ sáng tới chiều, ví dụ xịt 2 mẫu ruộng, mười mấy bình, mười mấy 20 bình như vậy thì chắc cũng phải cả nửa ngày mới xong. Thì bảo là làm sao mà xịt xong không ở lại đó 10 tiếng được, chắc chắn là phải ở lại mà xịt tiếp chứ. Thì dẫn tới nó rất là độc. Thì không nói dài dòng thì đi vào thẳng vào sản phẩm nha. Thì hôm bữa mình cũng tình cờ thôi đi vào trong cái chỗ bảo hộ lao động thì mình mua. Nó có nhiều loại lắm, nó có loại một cục mà hình tròn,
của Đài Loan. Còn là mình thấy cái thương hiệu 3M này, nhìn cái kiểu dáng của nó mình rất là thích, nhìn nó không biết tại sao, nhìn kiểu dáng có vẻ như nó không biết, mình rất là thích. Thì mình hỏi cái giá nó cũng không chênh lệch nhiều so với mấy dòng rẻ nha. Và mình thấy thương hiệu của Mỹ thì mình thích rồi. Thì sản phẩm này nó bao gồm là cái bộ lọc này. Ở đây là cái phần để mình thở ra. Thở ra đây nó có một cái gioăng cao su một chiều vậy đó. Khi mình thở ra thì nó sẽ mở ra. Và đây là cái gioăng cũng một chiều luôn. Nó một cái lớp cao su rất là mỏng. Để đến khi mình hít vào thì nó mở này, hít vào thì nó mở ra để nó lọc qua cái cục này. Còn cái này thì thở ra. Thì mình thích là vì khi mình đeo khẩu trang thì thứ nhất là nó chỉ là giữ lại một phần những cái giọt nước lớn do khẩu trang nó có thấm, đặc biệt là khẩu trang vải nó tốt hơn khẩu trang y tế. Y tế thì nó lại không có thấm được nước, dẫn tới mình hút vào trong những cái hạt nước li ti, hạt thuốc li ti thì mình cũng hút vào trong à. Khẩu trang vải thì nó giữ lại tốt hơn. Tuy nhiên khẩu trang vải và khẩu trang y tế nó có một nhược điểm, đó là khi mà mình xịt thuốc nó nóng, đặc biệt trong nhà màng nó nóng, nó chảy mồ hôi xuống thì nó ướt nhẹp luôn cái khẩu trang. Dẫn tới là khi mình thở, khẩu trang nó ướt rồi nó rất là khó, cực kỳ khó thở luôn. Nhưng mà loại này thì khi mà nước mồ hôi nó chảy xuống thì cái này nó nẹp rất là kỹ này, nó ôm sát cái mũi mình luôn thì nước nó chảy ra đây, nó chỉ có hơi thở của mình làm cho ướt bên trong thôi, và nó thở cực kỳ dễ luôn, nó thở rất là thoải mái luôn. Trong khi đeo khẩu trang là mình thở thở dốc á quý vị, nó rất là khó thở. Còn cái này thì nó cực kỳ là dễ thở luôn. Nó chỉ có mỗi một cái nhược điểm là khi đeo cái này thì nó nịt, nó làm cho mình ban đầu nó hơi khó chịu. Nhưng mà khi đeo quen rồi thì nó cũng bình thường. Chứ còn thở là nó cực kỳ dễ thở luôn, nó rất là thoải mái luôn. Tiếp theo là bây giờ mình cái phần cục lọc này, khi nó bán thì nó bán cái này riêng. Cục lọc này thì nó nhiều loại. Nó có một loại cục lọc là dành cho lọc những cái chất độc hóa học nặng á, nó mắc hơn cái bộ cục lọc này này, hai cục. Thì nó có một loại, nó có mỗi loại mỗi cái mã số vậy đó. Như cái này là mã số của nó là đây, như cái này là mã số này 3M6003 này. Thì cái loại này là những cái loại nó lọc được những cái chất như là SO2, HCl, CL2, HF, H2S đó, và một số những cái chất khác. Thì loại lọc lọc này là lọc thường. Nếu mà quý vị nào mà kỹ hơn nữa, mình mua mắc hơn một chút, mình mua cái loại lọc mà dành cho những cái hóa chất độc hại nặng á, thì mình nghĩ rằng nó tốt hơn. Thì sắp tới khi mà cái này nó hết đát thì mình sẽ thay bằng cái cục đó, nó cũng không bao nhiêu tiền hết, nhưng mà khi mình xịt thuốc mình sẽ bảo vệ cái cơ thể mình tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho quý vị xem nha. Đây, mình chỉ cần vặn nó ngược chiều kim đồng hồ là nó rời ra. Thì cái này là một cặp, nó bán một cặp. Thì cái này 6003, lọc cũng khá nặng rồi đó, tức là lọc những hóa chất độc hại nặng đó. Còn có những cái loại rẻ hơn như lọc bụi, tùy vào cái môi trường mình mua nó sẽ rẻ hơn nữa. Còn cái này là mình mua để xịt thuốc bảo vệ thực vật này. Thì sắp tới mình sẽ mua cái loại lọc nặng hơn nữa. Thì cục lọc này nó có một cái hay là ví dụ những cái thuốc như alpha sipermethrin hay là những cái thuốc xông hơi như là Bassa này, tên thương mại là Bassa này, hay là Sẹt Sài Gòn này, hay là chlorpyrifos ethyl này, lân hữu cơ này, những cái dòng mà dầu khoáng đó, dòng EC ấy, dầu khoáng nước trong mà bỏ ra nước nó đục ngầu á, thì nó rất là hôi. Mấy dòng xông hơi nó cực kỳ hôi luôn. Hôm bữa mình xịt khử trùng cái nhà hai á là nó hôi tới mức mà đến ngày hôm sau mình vào trong chỉ vào khoảng 15 phút thôi mà nhức đầu luôn đó quý vị. Tức là nó cực kỳ xông hơi lên, nó hôi và nó nhức đầu luôn. Nó rất là độc. Thì khi mình đeo cái này, dù là những cái thuốc hôi như vậy nhưng nó cũng không có cái mùi gì hết. Tức là ít nhiều nó vẫn lọc được cái thuốc cái mùi nha. Không có mùi gì luôn. Nói chung dù là mình kéo cái này xuống một chút xíu thôi là mình
hít khoảng chắc 5 phút là nhức đầu rồi đó, nó quá hôi. Thì mình đeo cái này vào thì nó không không có bị gì hết đó. Thì dẫn tới là mình thấy cái sản phẩm này giá cả nó rất phù hợp, mà khi đeo nó rất là dễ thở, và quan trọng nhất là nó bảo vệ khi mình xịt thuốc bảo vệ thực vật, nó giúp bảo vệ sức khỏe nha. Thì cái này nó rất hữu ích, cho nên mình chia sẻ lên cho mọi người, để mọi người nếu có điều kiện thì mình mua, tốt nhất là nên mua một cái. Bất cứ ai làm nông nghiệp mình khuyên nên mua một cái để mình xịt thuốc cỏ, thuốc sâu, xịt thuốc bảo vệ thực vật, mình đeo lên cho nó bảo vệ sức khỏe nha. Thì cái này nó sử dụng nó dễ lắm, nó cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà video này dài quá rồi, mất nhiều thời gian của quý vị quá, cho nên mình xin phép dừng lại nha. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích thì mong quý vị và các bạn cho một like và bình luận góp ý ở bên dưới video nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.